Chào các bạn, hôm nay mình quay cho các bạn xem cây ổi. Hôm trước mình có quay cho các bạn xem cây ổi mà mình chiết cái cành. Đấy. Hôm nay mình định không quay, định cắt đem trồng luôn cơ. Nhưng mà các bạn thấy nó rất là nhiều rễ, nó rất là đẹp. Đấy. Vừa rồi được có mấy bốn năm cái quả to, rất là to bằng nắm tay các bạn ạ. Nên nó ra chả biết thế nào, nhưng mà chắc là giống ổi to hay sao mà từ trước giờ thì quả nó nhỏ mà tự nhiên lại thấy cái quả rất là to đấy. Đấy cho các bạn. Thì mình đây nó còn rụng dưới này một hai quả. Đấy, đã thối rồi. Đây các bạn nhìn, đây cái quả thối được, còn vẫn còn đấy các bạn này. Đây. Quả nó to như thế này đấy, bằng nắm tay các bạn ạ. Đấy. Đấy. Nhưng mà rất là cực kỳ thơm và ngon đấy. Thế thì hôm nay mình cũng rỗi rỗi mình đến mình cắt thì báo cáo các bạn là thì các bạn nhìn đấy. Dễ đây mình vừa cắt đây đấy. Đấy. Dễ các bạn nhìn dễ đây. Thế thì thôi rồi thì thế là xuyên qua cái vỏ bao mình bọc lấy lớp vỏ bao quấn gì quấn lại cho mà nó xuyên rồi đấy đây, dễ gươm ghê đây các bạn này nó có cái mẫu này đây mình vừa cắt ra đấy, cắt cái mẫu ra cho nó ngắn ở đây thì nay mai mình trồng chứ mình để dài quá thì nó cũng không tiện. Thế thì cái mẫu này thì chắc mình cũng đem mình dâm ở bên cạnh dâm bên cạnh xem là nay mai nó có lên được không. Ừ. Thế thì là mình cũng không cần về bởi vì mình cũng không cần thiết cho nên là mình chỉ dâm cho bên cạnh thôi. Lên được thì lên, không lên được thì thôi. Thế nhưng mình cũng không cần thiết cái mẫu đấy bởi vì mình bây giờ cái cây to này mình cũng đủ chơi rồi. Đó, các bạn đây các bạn nhìn đấy, dễ ra kinh không đấy. Đầm xuyên qua cái vỏ bao dứa như này. Đấy. Rất là nhiều rễ. Bây giờ là mình cứ bóc ra thôi chứ cái giống này nó đã lên như này rồi thì kể cả đất một chút rễ bên ngoài nó mai nó cũng vẫn lên bình thường, vẫn khỏe bình thường các bạn. Đấy, bởi vì mình cam đoan các bạn là cái yên tâm đấy các bạn nhìn. Đấy, tuốt ra thế như này nó ăn dài này các bạn nhìn. Đấy. Ăn toàn bộ vào cái vỏ bao. Đấy. Các bạn nhìn cái vỏ bao nó còn dính nắm rễ như thế này. Đấy. 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 Mà cái gốc cũ của nó đây là cũng là một cành chiết ra các bạn nhé. Đấy. Chiết ở cái cây to ấy. Mà mình chiết ở cái còn một cái cành to nữa mình đây các bạn nhìn này. Đây chiết ở cây này ra này. Đấy. Với cây này mình chiết rất là nhiều cây rồi đấy. Mà còn một gốc to đấy nữa là mình chưa chưa cắt thôi. Đấy, gốc chặt ba to bự bự, bự chưa cắt. Đấy, mình cứ để cố một thời gian nữa là mình mới cắt. Đấy. Còn đây thì đến bây giờ chắc chắn rằng là các bạn sẽ tin tưởng nhưng mà mình chiết cành ổi to đảm bảo ra rễ và sống 100%. Và mình ý định sẽ quay gạch trồng ở đây
các bạn đấy, chuẩn bị đất đây rồi đấy. Đấy, các bạn nhìn đấy. Đấy, thì là khả năng tới đây đấy. Các bạn nhìn xem cái thân nó uốn lượn, thân uốn lượn như thế này thì cũng có thể là mình sẽ trồng theo kiểu này đấy. Trồng theo kiểu này đấy. Đấy. Cái này là mình nay mai mình muốn lượn ngược lên đấy. Thì nó sẽ hợp lý hơn đấy. Mình trồng thế này và cái ngọn này mình sẽ ấn cái vít cái cành này xuống dưới này để các bạn thử xem xét xem như thế còn nhiêu nhé. Và toàn bộ cái phần này đấy, mình nay mai mình sẽ dùng là bạc mình bạc đi cắt đi bấm tỉa ở đây thành một cái sẹo đấy các bạn đấy. Mình quay xung quanh cho các bạn xem. Đó, nhìn rẽ này. Kinh khủng. Bạc xẹt luôn các bạn. Bạc xẹt luôn. Như vậy để cái chiết cái cây ổi cỡ lớn đây như cái này là cũng gần bằng cổ tay mình đấy, gần bằng cổ tay mình. Những cây này là thuộc dạng là cành nhỏ đấy. Còn những cành của các bạn mình chiết có những cành rất là to đấy, 2 găng tay 3 găng tay mình vẫn chiết bình thường các bạn, và rẽ ra các bạn đều như thế này hết, đều rất là khỏe và rất là nhiều rễ. Tất nhiên nếu mà cái cành nó to quá các bạn là mình cũng cẩn thận lắm, mình để bảo đảm an toàn là tuyệt đối, thì là khi mình phát hiện thấy rễ nó ra từng khá khá rồi thì mình bọc thêm một lần nữa các bạn ạ. Đấy, các bạn đây thì cũng nên tham khảo theo cái cách của mình. Đấy, tức là khi mà rễ nó ra tương đối rồi thì các bạn có điều kiện các bạn bọc thêm cho mình một lần đất nữa. Đấy, đất mê rơm rạ rác mục các thứ các bạn là trộn vào và các bọc thêm cho mình một lượt. Đấy, móng dày tùy các bạn. Đấy, thì tùy theo điều kiện các bạn có thể làm được. Tất nhiên là càng nhiều càng to thì báo cáo các bạn khi rễ nó ra được cái bầu bên ngoài nữa rồi thì các bạn các cái trồng, thậm chí các bạn cứ vất trên bờ, cứ cắt xong vất lên đấy, vất khô một góc nào đó thì cũng hàng tháng là không sợ chết các bạn. Đấy, khi nó ra dễ khỏe thì khác gì như kiểu mình đánh bầu to, cái cây nó bầu to sẵn rồi này, cứ thế nó ăn trong đất thế thôi, cứ tươi tắm đầy đủ thì báo cáo các bạn không có vấn đề gì. Đấy, đấy thì bây giờ mình cũng xin phép được dừng video tại đây để đi chuẩn bị đồ và kê xung quanh cái bầu để mình trồng cái cây này. Đấy, thì cũng sẽ được dừng video tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin tạm biệt các bạn.